Chào các bạn, đây là máy B900. Thì muốn chụp chế độ liên tục đó, thì ta bấm vào cái nút H này. Bấm vào cái nút tắt H ha. Ở trong cái chế độ B nha các bạn. Sau khi chính bấm vào cái nút H này liên tục này, thì ví dụ như nút H này bấm liên tục luôn, liên tục. Sau đó mình có thể dưới này là hát liên tục chụp 120 hình một giây, liên tục hát 60 hình một giây, chụp liên tục 16 ảnh chụp. Đây là những cái mình có thể thử từng cái một cho các bạn coi ha. Để chỉnh chế độ mà chụp trắng đen cho cái con B900 này á, cho cái B900 này thì vô cái effect này. Sau đó vào cái menu này thì mình có cái phần hiệu ứng đặc biệt. Rồi chọn cái phần đơn sắc độ phương phải cao, đơn sắc độ